Thường xuyên nhập ghế liên tục cho bà con sau khi chăn nuôi. Chúng tôi thu mua lại thương phẩm cho bà con, dế trứng và dế thịt để thu mua lại xuất đi cho các nhà hàng trong nước và xuất khẩu nguồn côn trùng rất là sạch, xuất đi cho khách hàng ở Trung Quốc này, Lào, Campuchia, Thái Lan. Đây là sản phẩm dế trứng. Không phải úp à? Dế trứng, đây là sản phẩm dế trứng chưa không bật cánh. Bởi vì khách hàng yêu cầu để nguyên cánh thì chúng tôi phân loại các loại sản phẩm ra. Ví dụ có sản phẩm thì yêu cầu khách hàng yêu cầu bật cánh thì chúng tôi sẽ bật cánh. Còn sản phẩm không bật cánh thì để nguyên cả hộp như thế này, không chia gói. Và về quý khách cũng họ chiên cả con lên. Họ bán số lượng lớn nên là không cần phải chia túi như này. Họ bán tại các cái chợ côn trùng. Đó, đây là sản phẩm này. Con dế còn nguyên cánh. Sau khi đã sơ chế rồi thì sẽ cấp đông luôn. Còn nguyên cánh có trứng. Thì thường là cái sản phẩm này là chúng tôi bán cho những người bán buôn. Họ bán tại đổ xô, họ chiên mỗi một lần là hàng mấy chục cân để họ mang ra ngoài chợ bán của các chợ côn trùng nước ngoài đấy, như ví dụ như ở Campuchia hoặc là Lào, Thái Lan hoặc là Trung Quốc. Ở Trung Quốc thì người ta nhập cái hàng này, đóng bớt cái này vào cho nó đỡ bị hạ hơi, nhập cái côn trùng này về để họ chế biến làm món ăn trong các nhà hàng. Họ để nguyên cánh để ăn đầy đủ các bộ phận của con dế, bởi vì trong cánh dế thì người ta thường nói là có nhiều canxi. Đấy, cho nên là người ta chiên giòn và chiên bột, hoặc là người ta vẩy một chút bột vào để làm giòn cái cánh dế lên, chứ người ta không bỏ đi, bỏ bất cứ bộ phận nào đi cả. Chúng tôi đều đáp ứng được tất cả các nhu cầu của thực khách. Bây giờ sẽ đóng tủ lại không mà nó để cấp đông cho nhanh, cấp tốc, mở ra nó lâu đông lạnh. Chỉnh tủ chưa? Chỉnh số chưa Tuấn ơi? Đó, đi luôn chưa?